Hiện tại thì mình đang ở trên Đắk Lắk đó bà con. Cái vườn sầu riêng ở trên Đắk Lắk thì đang giai đoạn mang trái. Và mấy hôm nay là thời tiết ở trên Đắk Lắk là nó mưa kéo dài khá là nhiều. Vườn trước đây là để cỏ nhưng bước vào mùa mưa rồi. Bà con chúng ta thấy là mới mưa xong tức thì luôn này, nước nó còn ướt ở trên cái gốc cỏ này bà con. Bà chủ vườn cho cắt cỏ để tạo cái độ thông thoáng. Những cái lưu ý mà khi chúng ta giữ cỏ trong cái vườn sầu riêng chúng ta trong cái giai đoạn mang trái nha bà con. Thứ nhất là bà con chúng ta cũng biết là để bảo vệ đất, cỏ nó giúp bảo vệ cái lớp đất mặt khỏi bị xói mòn. Nếu như mưa nhiều mưa to thì nó đỡ cái xói mòn, nên chúng ta cắt là chúng ta giữ cái chân cỏ như thế này. Đã khi mà mưa lớn á, thì nếu như mưa lớn quá, nếu như chân cỏ chúng ta mà nó không có như này thì nó rửa trôi cái đất đi và gây mất dinh dưỡng và làm cái lộ cái bộ rễ sầu riêng chúng ta, thì bộ rễ sầu riêng chúng ta nó bị ngộp bởi nước đó bà con. Cũng lưu ý ha. Và cái vấn đề mà về cái giai đoạn mà mùa nắng á, thì cái giữ ẩm cho đất thì cỏ nó giúp giữ ẩm cho đất bằng cách giảm cái sự mà bê hơi nước. Điều này đặc biệt quan trọng trong cái mùa nắng nha bà con. Chúng ta lưu ý là khi đất nó dễ bị khô hạn, nếu như vườn sầu riêng chúng ta mà đang mang trái chúng ta để cỏ về là gần như tất cả cái vườn nó không có bị rụng trái. Hầu như là cái vườn này là trái này, mình review cho bà con chúng ta xem nha. Đó, bà con chúng ta đi vừa đi là vừa xem cái trái nó đậu như thế này này. Trong cái giai đoạn mà mang trái á, là mình cho anh để cỏ hoàn toàn hết. Và chính cái cỏ nó cải thiện được cái cấu trúc của đất, cái hệ thống của rễ cỏ nó giúp làm đất tươi xốp và tăng cái khả năng mà thấm nước, cũng như là cái rễ của cây sầu riêng chúng ta có không khí, có oxy để thở và cải thiện cái môi trường sống cho cái rễ sầu riêng của chúng ta. Bà con chúng ta lưu ý ha. Và cái vấn đề cỏ nó cũng giúp cho tạo được cái môi trường sống cho vi sinh vật có ích. Đó, cỏ nó cung cấp cái môi trường sống cho các cái vi sinh vật có ích và giúp cải thiện cái sức khỏe cũng như là cái khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cái cây sầu riêng của chúng ta. Đây, bà con chúng ta vừa đi và vừa quan sát thì gần như là cái vườn nào mà trên Đắk Lắk mà đi theo quy trình của Willow Farm, tất nhiên cái vấn đề cỏ là một cái vấn đề yếu tố thôi. Nhưng đi theo cái quy trình của Willow Farm thì bà con chúng ta có thể hình dung rằng là trái nó đậu rất là nhiều. Và chúng ta quan trọng là cái vấn đề là cỏ nó tránh cái sốc nhiệt. Cỏ vai trò quan trọng trong cái việc mà điều hòa cái nhiệt độ của đất. Trong cái mùa nắng á, cỏ nó giúp giữ cái đất chúng ta mát mẻ, giảm cái nhiệt độ của bề mặt và tránh cái hiện tượng sốc nhiệt cho rễ cây. Và ngược lại nha bà con, vào mùa mưa thì bà con chúng ta nên là cắt cỏ nha. Bước vào giai đoạn mùa mưa rồi, mưa chuẩn bị là kéo dài rất là nhiều, nên là bà con chúng ta cắt cỏ nha, để tránh cái việc mà đất chúng ta nó ẩm độ quá cao. Bà con chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ giữ cỏ trong cái giai đoạn mà mùa nắng thôi, còn mùa mưa là chúng ta cắt. Bây giờ là chủ vườn đang cắt lởm chởm hết rồi và ảnh vô anh ăn cơm rồi bà con. Thì mùa mưa chúng ta kiểm soát cái cỏ chúng ta cắt định kỳ để tránh cái việc mà ẩm độ nó cao, và cái độ cao trong cái cây cỏ của chúng ta đừng có để cao quá. Nếu như nó lên lởm chởm như cỡ như thế này là bà con chúng ta tiến hành là chúng ta cắt được rồi. Cắt một chút xíu để cho đừng có để nó cao quá. Và mùa mưa thì bà con chúng ta nên cắt cỏ để tránh cái việc mà điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh nó phát triển. Chúng ta cần kiểm tra và xử lý định kỳ các cái dấu hiệu bệnh trên cây cây sầu riêng của chúng ta nếu có tình trạng đó, và chúng ta cũng phải đảm bảo cái duy trì hệ thống thoát nước. Chúng ta nên, đối với một số vườn chúng ta mà nếu như cái đất mà nó không có dốc á, nếu như mà đất của chúng ta mà không có dốc thì bà con chúng ta nên xẻ rãnh để thoát nước. Còn nếu như chúng ta đất có độ dốc rồi á, thì bà con chúng ta có thể quan sát coi thử nó có thoát nước hay không. Nếu như vấn đề mà vườn chúng ta nó không có thoát nước kịp á, thì bà con cũng chịu khó rồi bà con chúng ta xẻ rãnh nha bà con nha. Còn vấn đề mùa nắng thì mình cũng có làm nhiều cái video rồi về cái việc mùa nắng này, nó giữ cỏ để vừa phải để tạo cho cái đất của chúng ta nó có một cái độ chi phủ và giữ ẩm. Nhưng mà bà con cũng lưu ý là chúng ta cũng thường xuyên kiểm tra và tưới nước định kỳ nha. Chúng ta không có tận dụng mà thấy mình vườn mình có cỏ rồi cái là mình không có chịu tưới nước nha bà con. Thì bà con chúng con ta cũng quan sát và chúng ta tưới nước định kỳ để mà giúp cho nuôi trái, nuôi cây sầu riêng chúng ta, và chúng ta tưới nước cũng hợp lý đầy đủ để cho cây sầu riêng, đặc biệt là những cái ngày nắng nóng kéo dài. Đặc biệt là những ngày nắng kéo dài. Còn bây giờ thì bước vào mùa mưa rồi, bà con cũng biết rằng là trái cũng giai đoạn này, thì bà con chúng ta thôi mình cắt cỏ đi, mình quản lý cỏ cho nó bài bản. Bà con chúng ta đi cái bộ xô nuôi trái, cái xô nuôi trái mà mình hay giới thiệu cho bà con chúng ta đó là nó giúp cho cái trái của chúng ta lớn trái cũng như là to trái ở giai đoạn mà sau khi sổ nhị. Trái chúng ta 20 ngày là chúng ta bắt đầu là đi vào cái bộ xô nuôi trái rồi. Trong cái mùa nắng thì cây cần nhiều dinh dưỡng hơn. Bà con chúng ta cũng cố gắng là duy trì cái sự phát triển cũng như là chúng ta
đi định kỳ cái phân bón, cái dinh dưỡng cho cây của chúng ta để tránh cái tình trạng sốc nhiệt. Thì bà con cũng biết rằng là cỏ nó giúp cái thể giảm thiểu cái sự biểu hiện sốc nhiệt của cây sầu riêng bằng cách là giữ mát cho đất chúng ta và ổn định nhiệt độ, bảo vệ cây chúng ta khỏi tác động của nhiệt độ cao. Và điều này đặc biệt quan trọng là trong cái giai đoạn cây đang mang trái và nắng gắt kéo dài. Hy vọng rằng những cái lưu ý mình cũng góp ý cho bà con chúng ta về cái vấn đề là cỏ, để bà con chúng ta giữ cho cái đất của mình nó mát vào giai đoạn mùa nắng, và giai đoạn mùa mưa thì chúng ta cắt cỏ. Bây giờ thì trái ở trong cái giai đoạn này thì bà con chúng ta lưu ý gì? Bà con thường thường bà con chúng ta lưu ý về nấm bệnh. Về nấm bệnh thì bà con chúng ta phun giùm em cái siêu giáp nha bà con, cộng với thần sấm diệt tinh trùng. Nếu như mưa thì bà con chúng ta nên phòng siêu giáp, một chai siêu giáp Flut cộng với chai thần sấm diệt tinh trùng, bà con chúng ta pha cho 600 lít nước thì bà con phun trực tiếp trên trái. Để làm gì? Để bảo vệ cái trái chúng ta nó không có bị nấm Phytophthora tấn công, không có bị nấm thối trái, không có gây ra cái tình trạng là cái trái chúng ta nó thối rồi nó bị các cái loại nấm trắng. Bà con chúng ta xem này, cái gai cũng như là cái mẫu trái nó xanh lét xanh lơ này bà con. Để bà con chúng ta lưu ý là trong giai đoạn mùa mưa thì bà con chúng ta cần lưu ý những cái điều mà mình vừa nhắc. Thì cỏ là một vấn đề quan trọng, tuy nhiên là chúng ta phải quản lý nha bà con nha. Mẫu trái này cỏ thì anh cắt hết rồi đó, vừa đây cắt hết cỏ hết cắt rồi, chắc là ngày mai nữa là cắt sạch xong rồi. Nhưng mà mùa nắng nó rất là quan trọng, mùa mưa thì chúng ta phải biết cách điều tiết, chúng ta quản lý cho nó bài bản. Giai đoạn gần thu hoạch á, bà con chúng ta lưu ý thêm vấn đề đó là gần thu hoạch rồi, bà con chúng ta phun cho em 2 cử kali hữu cơ. Đối với cái giai đoạn ở trên vùng Đắk Lắk này á, Tây Nguyên này, mùa mưa nó mưa, thời tiết nó ẩm độ hoài á, thế nên là trái chúng ta nó rất là lâu lên cơm, nên bà con chúng ta phun giùm em là cái chai kali hữu cơ để mà giúp lên cơm, cũng như là giúp trái nó sáng, nó đều, nó đẹp, giúp cho cái trái chúng ta nó lên cơm mà lên màu, cũng như là ngọt trái để lên cái độ đường. Chính kali hữu cơ là nó giúp cho cái trái của chúng ta lên cái độ đường và tăng cái độ ngọt, cũng như là lên mùi thơm. Cái dàn lá thì bà con chúng ta cũng thấy rồi, bà con chúng ta thấy thì mình cũng có review cho bà con chúng ta xem dàn trái này bà con. Ở giai đoạn này là bà con chúng ta lưu ý là về nấm bệnh ha. Cái lưu ý khi mà bà con chúng ta quản lý cỏ rồi cắt cỏ này, đã cắt phải cho nó sạch sẽ để cho cái vườn chúng ta nó thông thoáng và tạo cái độ thông thoáng, nước thì nó phải thoát nước. Này cái vườn những cái cổ trái như thế này bà con chúng ta, giai đoạn này là bà con chúng ta cũng nên cột trái nha bà con. Chúng ta cột lại để dằn cái trái, để dằn cái cành lại, với sắp mưa nó kéo dài rồi, gió nữa, mưa mà nó tặng thêm cái vài cái cơn gió nữa thì rất là nguy hiểm. Đấy, bà con chúng ta lưu ý nha. Đây, cứ giai đoạn này thì bà con cứ quản lý chặt chẽ giùm em nấm bệnh. Ở dưới gốc thì phải thông thoáng, nước thì chúng ta cũng tưới điều nước, mà chúng ta nếu như mà trời mưa quá thì bà con chúng ta cũng không cần tưới, nhưng mà chúng ta phải điều tiết làm sao cho cái vườn mình nó thoát được nước, nó không có bị ứ động nước ở trong gốc, không bị ứ động ở xung quanh cái tán lá. Cột cây cột cành bài bản nha bà con. Bà con chúng ta xem này, đó trái này. Ở giai đoạn này, những cái giai đoạn này là bà con chúng ta lưu ý về nấm bệnh, về độ thông thoáng. Vườn thì chúng ta để cỏ mùa nắng thôi, bây giờ chúng ta phải đi vào cắt thôi, cắt nha bà con, không có để mà nó như vậy nữa. Chúng ta sẽ cắt sát hết để cho cắt lại chừng 2-3 bữa nữa mưa nó xuống thì nó lại nổi lên nữa, nhưng mà chúng ta cắt như thế này á thì nó sẽ giảm được cái sự ẩm độ cao ở trong vườn. Giảm được cái ẩm độ cao ở trong vườn. Đó là những cái lưu ý mà khi mình review cái video này, cũng hy vọng dần là bà con chúng ta có được một chút cái kinh nghiệm, cũng như là có một chút cái kiến thức để bà con chúng ta xử lý. Hoặc là nhiều khi bà con chúng ta nhớ rồi, nhưng mà qua cái video này tự nhiên sực nhớ ra vườn mình giờ nó tùm cỏ quá, giờ mình ra mình cắt. Mùa nắng thì bà con cứ để giùm em nha, nắng thì bà con cứ để cỏ mái, mưa thì bà con phải cắt nha bà con. Thôi một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ, chúc bà con chúng ta thành công. Bye bye bà con.